việc sản khoa. Sản khoa hai chấm. Chống chỉ định xoa bóp bấm huyệt. Lâm sàng buồng trứng. Lâm sàng buồng trứng. Chữa ngoài dạ con. Lịch sử dòng tiếp. Bệnh ngoài da do nhiễm trùng. Chứng chỉ định xoa bóp những người da mở rát đối với bệnh ngoài da do nhiễm trùng hoặc do nấm. Có nhiễm trùng do nấm. Lịch sử dòng tiếp. Trong trạng thái không bình thường. Bệnh nhân trong trạng thái không bình thường. Bệnh gì ạ? Trong trạng thái không bình thường. Mọi người ơi, tắt mic đi, hộ cái không nhiễu lắm. Trong trạng thái không bình thường. Thế này, ví dụ nha, mở ngoặc. Đói quá. Nên đói quá rồi bảo người ta ăn tí không được làm này. Sợ hãi. Tức giận. Chú ý. Khi bệnh nhân vừa mới ăn xong